Còn vậy để cái Dạ. lùng Máy làm mát 9.000 mét khối trên giờ, Sumika, quay model test lực lực gió nữa. con bảng điều khiển công tắc này, bấm vào nút đỏ là on off này. Số 2 này. Số 3 này. Chín nghìn mét khối trên giờ, máy rất là lớn, cao khoảng 1,5 m, phục vụ cho nhà hàng, tiệc cưới, các công ty sự kiện ngoài trời, tiệc tùng. Quay về mặt sau nhé, đây là bảng điều khiển chính này. Mặt hông này, phía đằng sau Sumika. Chín nghìn mét khối trên giờ, thùng chứa nước 120 lít, tốc độ gió đang là số 3 ấy. Máy cỡ lớn, cao khoảng 1,55 m, 1,50 m đến 1,55 m cả bánh xe. Cánh đảo gió 1, 2, 3, 4, 5, 6 cánh đảo gió. Cánh đảo gió dọc 6 cánh, còn ngang là 12 cánh, chỉnh tay, cánh ngang chỉnh tay, cánh dọc đảo gió là điện tử tự động luôn. Số 3 nhưng mà rất là êm, không ồn. Tổng thể máy nếu quý khách có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 090 727 4444. Showroom quận Tân Phú, số 19 đường D15, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Tổng thể mặt sau, gió rất lớn. Mát, tổng mát rất là xa.